từ thôi. Quá đúng rồi. 1, 2, 2, lên. 3, là lên nè, lên. Ra. Rồi qua. Ừ. Rồi tôi xuống cái này lượm rồi đó. Né tàu. Xuống cầm đầu lăn mới được nha. Xuống đi. Lộn. Lấy thùng đi mẹ em ơi. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Thì mình là Danh nha mọi người. Đây là anh em trong đội lăn mình nha mọi người. Thì hôm thì hôm nay là ngày tiếp theo của anh em mình nha mọi người. Lại một ngày mới đã đến mà cái lịch có thay đổi. Cái nữa rồi. Rồi. Lại một ngày mới đã đến nha mọi người. Thì lịch có thay đổi gì anh Phương? Bữa nay là do Nhã sẽ cầm máy quay sửa tại vì cặp mắt của Nhã đã bị đói mắt cậu buồn yêu luôn. Ê lộn luôn hết vậy? Nè 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 nè. Trời ơi. Sụp nụ rồi. Rồi, vậy làm lại, giúp Nhã thì mình làm lại. Có sao không? Có sao không? Mới làm chuyện. Cái sao không? Giờ cắn tay chân đó kìa. Bữa nay có sự thay đổi nha mọi người. Thì do mắt mình nó bị đau rồi mọi người. Nó sợ dướng nó đứng cao. Cao nó cười kìa. Chó nó cười kìa. Nó bị trước đó. Nó bị trước đó. Hôm nay bắt đầu nên là mình sẽ tiếp quản chương trình này nha mọi người. Mình sẽ nghĩ ngay. Tào lao quýnh trống. À. Thì bữa nay Khánh nó sẽ múa với bảo điện nha mọi người. Chúng cho anh em mình test lại xíu với lại tập sơ được một cái mọi người. Bắt đầu chiều anh em mình sẽ bắt đầu vào show diễn nha mọi người. Hôm nay là có 3 show nha chanh. 3 show nha chanh là tổng cộng là 9 lần. 9 lần. 9 lần lên chanh nha mọi người. Là 1 lần 3 con. 3 lần là 9 con. Đồng 9 con là 5 lần, 5 lần 10 con. Có đông không? Quan trọng nó có đông không kìa. Ê, cái đó không điện rồi sao luôn nha. Rồi, mình sẽ hy vọng là cái lời nói anh hẹn là đúng như cái lời mà ở bên Sa Đéc mà anh nói qua tới đây mọi người là coi đông lắm. Mà bốn sơn qua đông thiệt mọi người, không có ai chứ. Nó chơi với cũng đông 20 người nhưng mà nhân viên hết 15 người rồi. Cũng đông nhưng mà không đến đổi. Thì bữa nay để coi làm sao. Bữa nay mới là ngày 9 nè. Quá. Dư luôn, dư luôn. Không chưa ai hãy sao không thấy sao cái trắng đi. Tốt bị trên luôn á. Nghĩa là có bóng không? Có bóng không? Thì nó nhẹ rồi. Lộn thôi, nói chuyện lộn thôi chứ đừng có. Không phải là. Đây có chơi rồi thôi. Tới kia luôn rồi. Anh quýu. Quýu giờ kìa bay quá bay anh quýu giờ. Hôm qua bị lỗi mọi người là tại vì có cái chấm đề ba mọi người. Ở nhà thì chấm đề ba của mình nó cao lên với lại cái dĩa nó nhỏ. Ra đây chấm đề ba nó bự, rồi nó hấp, rồi nó bị dướng mọi người. Cho nên bữa nay gửi chấm đề ba luôn mọi người. Rồi hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày đi show thật là suôn sẻ của anh em nha. Rồi đây là bảo điện với anh Khánh nha mọi người. Dưỡng cái là mình lăn, dưỡng mình lăn, dưỡng mình lăn. Rồi khỏi gì nhỏ đi, cho anh người coi đâu diễn. Dưỡng nữa rồi, dưỡng nữa rồi. Cái đùi của vấn đề rồi. Đúng rồi đó. Rồi, tắt 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 tắt. Thuốc ăn nha. Tung 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 tung. Gấm. 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 Vàng vô. Anh lên không? Lên. Tuyệt vời. Về luôn á. Rồi, đâu đâu cái quay lại. Xuống nè. Ừ. Xuống gì ngược rồi. Ông liền nghĩa ông liền. Rồi cái. Giờ đổi lần trắng cái test nha mọi người, lần nãy dướng, lần này chắc không dướng. Ủa hồi nãy bảo điện có đạp ở đâu trên nóng này không? Có đạp anh.
Anh nhìn đi, đứng anh nhìn đi. Né tờ. Quá. Wow. Ăn luôn. Hết luôn đi. Sao này ra muối đậu luôn rồi. Lộn đó. Không mấy ơi. Không. Cầm đi, cầm giùm em đi kia làm này cái. Theo quan điểm nhãn. Anh em ơi. Rồi giờ mở mắt em mới mất. Chết rồi. Ủa tao mở mắt chưa? Hết thấy luôn. Rồi lại hết. Hết thấy cái ông chuyển chành luôn á. Dạ, vô này. Tôi mới quay camera bên bắt tử anh em ơi. Lên trành sớm mọi người cho tới giờ kịp giờ xe vô thành phố nha mọi người. Tắt đi ông ơi. Được rồi, nãy giờ quay nhiều rồi. Phố thành phố có đông người xem đâu mà. Ok. Có đông hay không? Tắt đi bài, tắt vô nè, giả bộ cầm hoài. Hôm nay mình nói mọi người là nghẹt cứng luôn. Nghẹt hoài, ngày hôm qua cũng nghẹt lắm á anh. Hôm qua là nghẹt cống, bị nghẹt mũi rồi, nó bị nghẹt mũi. Ok, mình tắt mình chuyển chành lên các em ơi. Anh em mình đang trên đường đi ngang cái cầu Rồng. Từ đây tới ngày về là ngay nào cũng quay 8-9 clip thì nữa dính cái cầu Rồng mọi người. Tại vì qua thành phố diễn là phải qua cầu này. Qua là có cầu tình yêu nó kìa, cầu tình yêu bên phải nè mọi người. Cầu tình yêu. Nó biểu tượng con sư tử giống như Singapore vậy đó. Để gần tới mình quay cho mình được coi. Cái đầu nguyên con cá chép quá Rồng. Cái tàu nữa kìa đúng không? Tàu như Singapore vậy á. Singapore mini á. Đẹp quá. Rồi bây giờ mấy anh em mình đang trên đường đi tới chỗ diễn đầu tiên. Thì mà mọi người đón xem anh em mình diễn có đông không nha mọi người. Đông hay không là do cái khúc này mà. Đúng rồi. Hôm qua không đông rồi đấy. Nay đông này. Rồi anh em mình tới chỗ nha mọi người. Hôm nay sẽ muối cho đơn vị tài trợ của anh Tài nữa. HD Fitter nè vậy mọi người. Đây. Ok. Giờ đợi xe chành lại anh em chuyển chành xuống. Nước suối. Nước suối hả? Không. Nước khoáng. Nước khoáng là sao? Khoáng có ga. Ở đâu? Thấy nào thấy lên bọn không? Sao nó trong dữ vậy? Đánh nước khoáng mà. Nó có loại hai loại, một loại có ga, một loại không có ga. À. Anh em chú uống thử đi. Mà mọi người thử nước khoáng à. Nó lật nhách à. Có ga. Lật nhách như nó có ga thôi. Là ngon mà. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. We'll be right back.
Rồi thì anh em mình vừa mới hoàn thành xong một cái show rất là vắng tanh nha mọi người. Show không có đông vậy chứ. Rồi anh em cho chàng hót tay show này ok đi. Okay. Được con số đông đông á. Rất là đáng rất là đáng khen Bảo với lại Khánh nha mọi người. Anh ơi. Rất là tốt. Nhả dư tạm cho xin sẻ sao á. Kêu tại bắt với bài tối này có chơi bài về luôn đi. Rồi bây giờ sẽ đến với show thứ hai nha mọi người, hy vọng là sẽ suôn sẻ như show này nha mọi người, hy vọng là đẹp hơn nữa nha, đem lại những cái màn trình diễn đẹp mắt mà mấy anh em kỳ công tập luyện. Đúng rồi, còn nếu không đẹp thì mọi người không có thấy đâu, ít người coi đâu được nhiều quá. Mặc dù không có hay hơn ta nhưng mà mình cũng thúng công nhiều. Đúng rồi, mình cũng phải bỏ công bỏ sức ra để mình tập mọi người để cống hiến. Ok, mọi người cùng đón xem show thứ 3, ấu lộn thứ 2 nha mọi người. Thứ 3 luôn, ok. Đây, chỗ này mình múa nha mọi người. Kế bên đây là... Ôi, đẹp cha. Wow. Có thở hay mèo ta cái này? Thở bộ. Đây là cầu quay nha mọi người. Cầu quay Đà Nẵng nha. Đó. Wow, đẹp lắm mọi người. Hy vọng sẽ có một show múa thật là đẹp mắt ở đây nha mấy bầu. View múa này rất là đẹp mọi người, nên mọi người với ủng hộ anh em mình nhiều, mọi người chặng đường nó còn dài tới tận 2 ngày luôn mọi người. Dài tới tận 2 ngày. Ok. Biết anh em mình tới múa lăng cho nên là để hình lăng nha mọi người. Nhìn trong điện thoại đẹp không nha? Đâu rồi, nhìn trong điện thoại đây kìa, đẹp không? Đẹp. Ồ, không tìm lăng luôn. Ủa đâu vậy? Có hình khác rồi. Quái gì vậy? Thì hiện tại mọi người cũng thấy rồi, xe cũng lên đậu quán tâm. Anh em mình mới lại đứng thôi mọi người, xe chưa lại nữa mà bà con lại quá trời luôn. Ôi, đây nè.
Rồi bây giờ anh em chuyển trành xuống, bắt đầu chiến tiếp số thứ hai này nha mọi người. Thì cái phần trình diễn chống hội là bên đội của anh Tài diễn nha mọi người. Thank you.
đứng trên đây góc hẹp quá cho nên mình phải bấm góc rộng nha, rộng thì nó hơi mờ, không cảm ha. Anh em mình mới vừa hoàn thành xong một show thứ hai. Giờ yêu cầu cho ông chàng pháo tay. Pháo tay hả? Anh chạy người trước luôn kìa. Pháo tay gì? Sao vậy? Dánh tanh à. Trời ơi. Sao đát múa tuổi dở lắm. Ôi quá trời đỉnh mọi người. Đông an quá không? Đông một mức gọi là khủng khiếp. Đông mà ngạt đường. Tại vì mọi người biết sao cái lúc mà trước khi mà ra đây á thì Phương đã đi trước rồi đó, Phương cái gì cũng giới thiệu cho anh em mà ngoài đây là vui lắm nè, gần bãi biển là đông lắm, người ta coi hai ngày hôm qua mới đánh thì muốn không ai coi. Tại hai ngày hôm qua đánh trong vùng ven, vùng ven. Vùng sâu vùng xa mà được coi, với lại muốn trong mấy khách sạn mọi người, tuốt ở trên là chung cư, chung cư. Rồi ai vô coi đâu. Đúng rồi. Bữa nay là bữa nay quánh trong trung tâm của thành phố Đà Nẵng mọi người. Cho nên ở đây con Khánh người ta mới coi. Đúng rồi. Rồi giờ nói gì thôi, mở mũi luôn rồi ơi. Anh em giữ kẻ thôi. Một mức độ đó thôi, đông đông hơi lâm lên. Thế này thơm à. Bác chạy theo mình mọi người. Đây nè mọi người. Nửa giờ Sa Đéc múa tuổi dở lắm. 7 xị. Tới múa ở đâu không? Múa ở bên Hòa Sa Đéc không? Múa lăng gì có 7 xị ghẻ. Múa lăng nãy ta bo 7 xị nha mọi người. Đụng chấm bao tử luôn nè. Đâu có chết gì. We'll be right back.
Nói vậy nói hoài anh Vương. Hôm qua Danh đến với mình nguyên ngày luôn. Tại vì hôm qua đã nói rồi muốn dùng gen nên ít người. Hôm nay cái mình lấy điểm là vắng tanh nè. Hôm qua nói gì phanh tay đứng lên xin lỗi anh Vương nè. Hôm qua Danh nói hôm qua chọc anh Vương hoài mọi người. Mấy cái show hôm qua trong nguyên ngày luôn là gì đông đông gì mà không đông vậy chồng anh Phương bữa nay đông thiệt. Có gì đâu. Trời ơi nãy có lời kham mà thầy luôn. Đúng rồi. Quá trời. Cú lăng có đồng mình bay về vườn hả? Cú lăng có đồng coi cho vậy. Không ở đây vắng thì không ổn hả? Cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự yêu quý cho anh em, muốn anh em mình coi quá đông quá vườn. Dạ, cảm ơn mấy anh chị, mấy bạn ở ngoài Đà Nẵng luôn. Cảm ơn mình thay mặt cả đội lăng đảm bảo đường mọi người. Cảm ơn tất cả những anh chị em, chú cô bác và những em trẻ đã ủng hộ cho anh em mình coi nãy giờ đông quá. Trời vô tay. Nhậu ơi. Giờ anh em muốn xong rồi nha mọi người, cho nên là anh em đi ăn mì Quảng đặc sản, hình như là đặc sản ở đây đúng không ta? Mì Quảng nha mọi người. Thì hồi ra đây thì kêu ra rồi mình sẽ quay mì Quảng sẽ như thế nào nha. Wow. Cái này gọi là mì hết á. Chuyện xuống dưới đi, chuyện dưới đây. Nhé anh đi quay review nhé. Rồi mà mọi người nhớ anh Phương cái đó đi. Cho mấy anh lớn hơn trước đây, mấy bạn ăn review sau. Bị ra mọi người. Kéo dài tụi em ra đi bộ. Ai người làm ơi, review ơi, trong tôi có gì review ơi. Nè chúng tôi hiện tại bây giờ là có tôm nè, hay là hộp gà nè, thịt heo nè, tiết gà nè, này là mứt dâu. Ok. Ủa đó là gì bộ? Mứt dâu. Cho tôi miếng mứt dâu coi. Hồi xưa ăn đá bảo bộ là xin miếng hồi về bầu nước đá để thử ngon không? Cái này bầu sạch té. Thử ra có gì? Có rau nữa nè mọi người. Cái này ăn kèm với rau. Cái này giống bún mịt xào ta này. Anh này có chưa? Có bộ. Với mấy cái muỗng đó chị ơi. Ủa này có muỗng không? Trộn lên làm thử nha. Có nước không nha? Khô hay nha? Này nó... Có ít nước. Lợ lợ nè. Có tí nước rồi mọi người. Thử nước rồi. Mời mọi người nha. Sao cái này có chanh nữa ta? Tự có nước mà. Mùi giống phở á. Phở, bánh phở. Nhưng mà sao ở đây người ta cứ bằng mì nha. Phải luôn không tệ.
này gồm có thịt heo nè mọi người, rồi trứng gà nè, trứng gà trứng vịt gì nè, thịt gà heo nè. Mày chỉ dưới đây anh em ơi, chỉ dưới ăn đi, chỉ dưới ăn trước đi, anh đang quay mà. Đây ở cái gạo này nha, giờ bỏ gạo vô ăn thử nha mọi người. Không nhìn với tôi đặc sắc nha. Dạ, dẹo ra, dẹo làm trước kìa. Dẹo làm đũa dẹo. Quá cho nó một bữa. Mọi người ăn mì quảng với tôi với tụi mình nha. Rồi mình cũng mời cảm ơn mọi người luôn nha. Mày. Lẹ đi ha, tao đau bụng nha. Tại đau bụng nha. Tại cỡ ăn trước đi. Ăn đi, tôi đang quay mà. Ngon thiệt. Có thiệt không? Không cá lương nha. Nó vừa ăn. Ngon quá lạc. Nó đợi mình ăn Vũng Tàu mì quảng luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà lạc bao nguội. Cái này nóng không? Hơi nóng. Đúng rồi. Wow wow wow. Thơm. Thơm không? Thơm không? Dẹo. Dẹo thơm không? Thơm. Thơm không? Thơm. Thơm không? Cái này là để làm gì ta mình? Thôi mệt quá. Đó là rau câu không? Cái mùi của nó là cái bánh là như bánh phở vậy đó, nhưng mà bự hơn. Bột thì nó béo. Bột thì nó béo béo mọi người. Cái này nó hơi mặn mặn lợi lợi chứ nó không có, kiểu như nó vừa ăn á chứ nó không có lạc quá. Rất là ngon nha mọi người. Rồi thì giờ tắt để cho mấy anh em ăn, để cho anh đồ ăn nha mọi người. Mời tất cả anh em ăn miệng nha. Mình cũng vừa tới đâu mọi người. Mình ăn nha. Chúc mọi người tới vui vẻ nha. Đúng là Đà Nẵng có nhiều món ăn quá ngon mọi người ơi. Kiểu như phở khô quá. Tưởng nó lạc như ở bên Vũng Tàu. Ra đậm đà ngon mọi người. Mãi giúp có đũa lạc vừa là tưởng như là phở khô. Ừ, ngon. Rất là ngon. Cái gì vậy ba? Nấu. Ăn nó giọng hết á. Không hết cái tô thêm á. Mẹ không hết cái tô thêm á. Tóc lạnh á. Sao anh Phương? Cho anh em review bây giờ mắt mở hết lên rồi. Quá già dễ nghiêm mà. Buồn ngủ. Nhiều quá. Không hết. Gì ăn quá, nhiều quá. Em ăn nhiều. Trời. Em làm thêm tuần này mới em nhiều mà. Mày ăn nhẹ tè à. Như làm sao? No ha. Đang 2 tô. Một em nó ốm chứ đang dữ lắm, lại ăn chừng à. Vô tới nhà đắp vô đuối không giờ này, quá đuối mọi người. Nãy giờ nói về quay kết thúc ngoài về về cái mạnh ai mới đuổi vô phòng cho mọi người. Bây giờ mấy anh em mình cũng xin kết thúc một cái ngày gọi là làm việc mệt mỏi của mấy anh em tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, những cái buổi diễn thành công thì để lại cho anh em mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình những ngày sắp tới diễn hay hơn nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.